Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và trong cái ngày hôm nay thì mình có nhận được một cái bưu phẩm to đùng luôn. Ban đầu chả biết là máy gì, tưởng đâu hàng khủng gì nữa, cho nên cũng hơi bất ngờ khi mở ra thấy bên trong toàn là điện thoại không nè. Thì bây giờ để mình coi coi có những cái máy gì cần xử lý nha các bạn. Ở đây thì có một cái bọc, ở trong đây là người ta ghi là gửi Thạch Anh TV làm đồ nghiên cứu, một ngày đẹp trời mang ra hồi sinh. Thì mình nghĩ là cái bọc này là người ta tặng, bọc này là fan tặng cho mình. Và cái này là của một bạn tên là gì ta, để mình coi nha. Bạn này ở Hà Nội là các bạn, tên là Tiến, người này tên là Tiến rồi nha. Cái bạn này tên là Tiến, ở ngoài Hà Nội gửi vô lần. Thì đây là một cái hai cái máy gì đây nè. Ở đây có hai con máy. Máy này là máy Samsung nhưng mà là hàng fake các bạn à. Cái này hàng fake, Samsung hàng fake á. Cái này nó hư rồi, cái này là mình để dành, mình để cho mấy người ve chai. Mình sẽ để lại tặng cho mấy người ve chai để người ta bán ve chai nha. Cái này, này là đồ hàng fake nè, hàng nhái, Samsung S mấy á. Còn đây là cái iPhone 4, cũng là máy tàu luôn. Đây là iPhone 4 máy tàu luôn. Cái này chắc là mình cũng cho chai chai luôn. Cái này mình cho chai chai luôn. Hai con máy này mình sẽ cho cô Lan về chai để cô Lan bán. Rồi thì tiếp tục thì mình sẽ mở những cái bưu phẩm tiếp theo. Ở đây có hai con máy nữa nè. Này thì để coi có ghi giấy tờ gì không? Không có ghi. Đây là cái con máy Xiaomi. Bát máy là 5118 hoặc là 1717. Máy đã từng thay màn hình. Thì con máy này là Xiaomi các bạn nha. Xiaomi. Thì mình sẽ để qua đây bên, lát nữa mình sẽ xử lý nó. Tiếp tục nè. À đây là cái máy tính bảng Samsung T361. Samsung Tab 3 T361 đời đầu nha các bạn. Ồ đây đã tháo rời hết trơn rồi. Đây đã tháo rời hết rồi, lát nữa mình sẽ coi. Còn con này là con máy tính bảng khủng nè, con máy này máy hàng xách tay các bạn nha. Hết rồi, chỉ có nhiêu đây thôi. Cái này là hàng xách tay các bạn. Cái máy Samsung này hàng xách tay, để mình coi có ghi giấy tờ gì ở đây không. Đây có cái thư nè, có thư để mình coi thư kìa. Mình có vài con máy muốn nhờ Thanh sửa giúp cụ thể bệnh mỗi máy, có ghi bên trong. Riêng máy Xiaomi A1 thì tình trạng nó là vỡ màn hình, nhưng khi cắm sạc một lúc và kích nguồn bật máy thì thấy máy rung. Và một lúc có âm thanh thông báo nhưng máy khá nóng, không rõ do pin hay do gì. Nếu sửa thay được thì thay màn hình, vỏ, pin nếu nó mát quá. Còn những máy còn lại do mình mua lại từ đồ bãi đồ cũ nên sửa được thì tốt, không sửa được thì thôi. Máy tính bảng to mình thấy có vẻ khả quan, nếu sửa được thì giúp mình. Ok. Thì cái con máy này là con máy hàng xách tay các bạn nha. Sony Samsung này đồ xách tay. Cho nên cái cổng sạc này nọ các bạn thấy nó khác nè. Nó cổng sạc nó giống như cổng sạc của thằng iPhone 4 vậy đó. Đây nè, cổng sạc nó giống như cổng sạc iPhone 4. Đây là cái cổng thẻ nhớ. Đây là nút nguồn. Cái con này là màn hình nó mắc tiền lắm bạn nha. Cái con này màn hình đắt tiền lắm, không có rẻ đâu. Mà mình thấy màn hình nó không bị bể, có thể là chết nguồn á. Không rõ tình trạng. Không rõ tình trạng cắm sạc không vào, không lên. Kiểm tra và sửa giúp. Ok, để mình coi cái nào sửa được thì mình sẽ làm. Đây thì màn hình mình nhìn thấy nó còn nguyên si, không có dấu hiệu bể gì cả. Nhưng mà nhìn có lẽ là máy này vô nước. Ở bên trong này các bạn thấy nó có rêu nè. Bạn nhìn kỹ đây, có rêu này thấy không? Bạn thấy nó rêu ở trong không? Cái rêu này là do nước nó vô nên nó ra rêu đó. Cái máy này mình gặp mấy lần rồi, và gặp lần nào cũng trả về hết, đa số là không có sửa được. Tại chả có đồ gì sửa. Này là đồ xách tay. Cắm sạc thử đi. Ủa mà mình cũng đâu có đồ đâu mà cắm sạc, mình đâu có dây sạc con máy này đâu mà sửa. Máy này chắc là gửi lại trả chứ mình đâu có sửa được. Đâu có đồ dây sạc của con máy này, hàng này hàng xách tay mà. À để mình thử mình cắm con bằng cáp của iPhone 4 thì được không ta? Để mình lấy dây cáp iPhone 4 mình cắm vô cho nó vừa không ta? Sợ không được. Không được các bạn ha, tại này nó khác, nó kết nối, nó kết cấu nó khác nhau. Không được đâu, phải đúng của nó mới được. Giờ không có đồ để sửa thì lấy gì mà cắm sạc. Ảnh không đụng, không chịu gửi cái sạc pin lên cho mình coi thử nữa. Để qua bên đi, chắc trả lại con đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ coi con Tab 3. Tab 3 này màn hình đã tháo ra rồi nè.
Nói chung là cái máy này ảnh mua đồ ở ngoài chợ đồ cũ nó về ảnh vụn vạch đó, tháo rời hết rồi. Máy không có pin, màng không gõ sống chết, men cũng không gõ sống chết. Gửi thịt anh TV kiểm tra, nếu sống thì hồi sinh giúp. Tổng chi phí bao nhiêu báo cho mình. Đây là cái keo của nó nè. Thì để mình coi coi. Cái con này là con T361. Ở đây đã tháo rời rồi. Cái này là cọng dây, này là dây cảm ứng nè. Cọng dây này dây cảm ứng của cái của màn hình. Thì cái con T361 này nó là cái màn hình rời với lại cảm ứng các bạn nha, màn hình rời với cảm ứng chứ nó không có dính liền. Để mình tách bỏ cái lớp kính cũ này ra cho nó dễ dàng làm việc nát nữa. Thì cái con máy này hiện tại các bạn thấy là nó không có pin. Nó không có pin nên bây giờ mình cũng không biết được nó thế nào nữa. Nên bây giờ bắt buộc là mình phải chạy ra ngoài tiệm linh kiện mình mua pin, mình mượn pin. Mình mượn pin mình test thử coi nó lên hay không. Nếu nó lên và bình thường hết thì mình sẽ tiến hành thay màn hình cho cái máy này. À, màn hình thì không biết là bể hay là gì nữa. Nếu mà cái máy này nó không có bể màn hình còn sử dụng được á thì chúng ta chỉ cần thay pin với lại cảm ứng là xong rồi. Cái này rất là khó làm, lát là mình sẽ làm sao. Đây là cái bộ phận của nó này. Nút home rất mất luôn rồi. Bây giờ nói chung là không có pin nên cũng không test được, đợi lát nữa mình ra tìm. Còn con này thì mình cắm sạc. Dạ, con này xài cái cổng USB-TC các bạn nha. Con này xài cổng USB-TC. Đợi mình xíu. Xài cổng USB-TC thì mình sẽ đổi dây khác. Đây, mình sẽ lấy dây sạc cắm vô. Đợi xíu coi nó sao. Chưa thấy nó rung các bạn nha, chưa thấy nó rung. Không thấy rung gì cả. Toàn là máy thứ dữ không, không biết có sửa được con nào không nữa. Không thấy rung gì cả. Đợi xíu thử coi, đợi xíu. Bạn sau hồi cắm sạc thì mình thấy cái máy cũng có dấu hiệu hình như là còn sống. Thì mình thấy nãy nó còn nó rung nhẹ một cái, mình đã đổi dây sạc nè. Thấy nó cũng rung nhẹ một cái và nó có sáng màn hình lên. Nhưng mình nghĩ có để là do pin nó chai quá rồi cho nên bây giờ nó không có nhận sạc nữa. Bây giờ chỉ còn cách là chúng ta tháo ra xong rồi chúng ta đi mua màn hình, mua pin lắp vô rồi chúng ta test thử mới biết được. Chứ bây giờ chúng ta chưa biết được là nó như thế nào. Để mình coi cái này hình như đã lột rồi. Người ta đã lột màn hình ra rồi. Ở dưới đây có mấy bóng đèn này các bạn. Cái này mà chúng ta làm sơ sẩy là có thể là hư mấy bóng đèn này là nó không sáng đèn dưới đây nè. Thì giờ để mình tháo rời ra. Mình tháo ra. Cái này bỏ nha các bạn. Thì để coi coi mở được nào. Ở đây nó có hai ốc đít lục giác nè, giống iPhone nè, ta mở ra. Cái này gọi là Xiaomi A1 hết ta. Trước giờ chưa gặp con máy này lần nào, tại vì mình không có sửa máy hiệu này. Hôm nay anh này anh gửi qua, mình cũng chả biết là tại anh lấy cái địa chỉ mình ở đâu, chứ thường mà mình nghe máy này mình đâu có nhận. Ok, anh ta lấy khay sim ra luôn nha các bạn. Lấy khay sim ra anh ta mới mở được cái vỏ. Cái vỏ này nó hơi bén, mở hơi đau tay. Đấy bạn. Pin thì mình thấy nó cũng còn ngon nhưng mà không biết tại sao nó lại không lên được. Mình sẽ mở socket pin ra trước nè. Tiếp tục nữa mình sẽ mở socket của cái quân tay. Và mình dùng nhíp để mình mở cái này ra. À không nhất thiết phải mở nó ra đâu, mình chỉ cần nó nằm dính trên men cái kệ, nó không cần mở ra. Ở đây mình sẽ mở những cái socket coi như là cái nút bấm khởi động âm và tăng giảm lượng nè. Ta gạt cái cần này lên, ta rút nó ra. Đó, tiếp tục ta mở cái camera luôn các bạn ơi. Gấp camera. Ok, ta mở lấy hai ngóc trên men ra. Nó tất cả là 2 4 6 7 con lần. Cái con này camera đôi luôn, ghê thiệt.
Hy vọng là trong mấy con máy này sửa được con hai con cho vui, chứ không sửa được con nào là quải luôn á. Mở hết những dây anten ra, còn con ốc nằm dưới đây nè. Máy này anh đã xài là sao không nhớ mật khẩu ta, mật khẩu mà còn hoặc chứ không hoặc nữa. Ok, ta tiếp tục ta mở lấy cái men ra luôn nha các bạn. Mở ra. Ok, cái men hơi cong nha các bạn, cái men hơi cong do cái máy chúng ta bị rơi á. Tiếp tục nữa mình sẽ mở lấy pin ra luôn. Pin này là để coi mở dễ không. Pin này người ta đã lọc keo một lần rồi cho nên cũng dễ mở lắm mà. Ok, đây là dây cáp màn hình nè, bỏ ra luôn. Cái sườn này vẫn còn xài được nha các bạn, cái sườn này vẫn còn xài được, cái sườn này chúng ta chỉ cần uống nhẹ lại là được rồi. Nhưng mà nó cũng dễ gãy lắm, ta uống nếu mà nhắm được thì uống, được thì bỏ, uống thử ra được không được thì bỏ nha, tại vì nó hơi cong. Cái này là cái chất liệu này là chất liệu gì mình quên tiêu rồi, nó không phải là sắt, nó thẳng nè, nó giòn lắm bạn nhá, này nó giòn như nhựa rồi đó. Đây cứ nó thẳng nè, nó thẳng được rồi nè, ok được rồi đó. Cái vỏ này thì nói chung là mình nghĩ cũng không cần thay đâu, cái vỏ nhôm này chúng ta uống nhẹ lại, uống nhẹ là cho thẳng là được. Đây thẳng nè, thì cái nhôm khi mà chúng ta bị co giãn thì nó sẽ có dấu hiệu hay bị như vậy nè, thường nó cong, nó cong hay bắt đầu nó gom lại đây nè, khi chúng ta uống lại bắt đầu nó giãn á, lúc mà nó cong ra thì nó giãn ra, tức mà ta uống lại thì bắt đầu nó bóp vô thì ở đây nó sẽ dư ra cái phần nhôm, thì chúng ta lấy kìm ta bóp cho thẳng lại là được. Thì thôi bây giờ chắc là mình sẽ mang cái này ra ngoài thịnh kiện để mình kiếm cái pin với lại màn hình để mình lắp vô thử coi nó như thế nào các bạn, chứ bây giờ chưa biết được. Ok các bạn, thì mình đã mua được linh kiện về rồi, thì ở đây mình chỉ mua được linh kiện của con máy tính bảng T111 thôi, chứ còn cái con Xiaomi Redmi này thì hiện tại thì chưa có hàng để mà mua, nên mình sẽ tạm thời để lại con này làm sao. Con này mình sẽ để qua bên mình làm sao này, khi nào mà có linh kiện thì mình sẽ sửa cho khách sau đó. Thì con này hơn cái là nó là còn lên bình thường các bạn nha, con này còn lên bình thường. Mình đã test rồi, mình mua màn hình rồi, mình mua linh kiện pin bọng rồi cảm ứng này nọ lắp vô rồi. Thì con máy này mình mua linh kiện linh tinh cũng hết gần 500 ngàn rồi nha, hết 406, 408 thì quên tiêu rồi. Đây nè, máy còn lên bình thường nè, cắm sạc các bạn coi. Các bạn nên nhớ là cái con máy tính bảng này hiện tại bây giờ cái giá trị của nó thì chắc là được khoảng 700 ngàn, 800 ngàn giá trị của nó nếu bán lại. Nếu chúng ta đi mua sang tay bán lại máy cũ á. Ở đây thì nó màn hình nó hết pin, nó tối quá không thấy được. Đây nhận sạc đó bạn. Ở đây thì cái máy chúng ta còn hoạt động bình thường nè. Thì giờ để mình hồi sinh nó lại các bạn nha, mình phục hồi lại. Nói chung là còn con này cực nha, khó nha, tại nó gãy rồi tùm lum la hết trơn này, làm cực đó, chứ không phải đơn giản đâu. Nói chung là làm khó đó, hơi líu quíu không. Mình sẽ gỡ pin ra để tắt nguồn nè, gỡ màn hình ra luôn. Cái máy thì giá trị không bao nhiêu, chứ mình sửa lại linh kiện nó mắc lắm đó. Bây giờ làm mới là khó nè, lần khó lắm, tại vì nó tùm lum hết, nó gồm gà. Cái màn hình này của nó bị bể các bạn, màn hình bị đổ mực. Mình đã test rồi, màn hình nó vẫn lên nhưng mà đổ mực, nên mình sẽ thay màn hình, chứ không phải tự nhiên mình thay đâu các bạn, nó bị đổ lốm đốm đốm á. Ok, thì giờ để mình coi nút home nè, máy bị mất nút home nên mình mua lại một nút home, chứ nút home y chang nó không có các bạn nha. Mình mua một nút home nhỏ hơn, của Samsung luôn, mà nhỏ hơn thì để bấm tạm thôi, chứ biết sao giờ, đâu phải lúc nào cũng có được cái hàng chính hãng, hàng xin nó đâu. Đây nó nhỏ hơn nè, nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục làm sao mà bấm cho nó nhẹ nhàng. Thì bây giờ để coi coi, quá trời đất tùm lum miếng hết, không biết là làm cách nào đây, không biết bắt đầu từ đâu luôn bạn. Mình nhìn vô gối luôn, đây là cái keo, cái này
gối quá các bạn ơi, mình thấy nó gối quá. Giờ cái này là nằm như vậy nè, nó nằm gời ra mới ác rồi chứ phải nằm dính liền luôn mình dễ xử lý. Hai cái cung sườn này phải dính liền nhau luôn thì mình dễ xử lý, bạn thấy không? Nó chơi nằm gời con này ác đạn. Vậy là bây giờ mình nghĩ là mình nên dán cục pin vô, mình dán cục pin vô để cho nó cố định cái phần này, nó cố định hai cái khung này chúng ta mới dễ làm. Dán pin lên để nó cố định. Pin thì giờ mình sẽ đổ keo E8000 lên để mình dán này. Nó chơi làm cái khung sườn đâu mà gời ra tùm lum rồi. Ác thiệt. Làm kiểu này chơi khó, làm khó người dùng quá. Sửa chữa khó cực quá. Đó, mình sẽ dán cho pin nó dính lại để nó cố định được cái khung sườn máy chúng ta tạm thời. Không biết khi nào mới khô keo đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ lòn cái màn hình vô. Mình lòn cái màn hình vô. Rất là mỏng manh các bạn nha, rất là cẩn thận nha. Thấy nhiều lúc nó hư đó. Màn hình thì nó cứ gời ra hoài nè. Chán thiệt. Làm mình gối hết rồi. Lọn dây lên trên. Ok, mình sẽ gấp cái màn hình nhét vào trong đây. Nó cố định được hay không là nhờ cái màn hình, là nhờ cục pin dán lại đó các bạn. Ok, nhét cho màn hình nó sát xíu nữa, nó chưa được khích cái cọng dây cáp, nó chưa được khích nhiêu rồi đó. Ở đây mình sẽ gắn lại cọng dây này. Cọng dây này là dây nút nguồn, nút home nè, dây nút home, dây nút home là dắt cắm tai nghe rồi. Sao nó không dính ta? Nó phải dán cái miếng keo lên lại nó mới dính lại được nè. Nó tạm thời bắt đầu nó đã định hình được cái khung sườn đó bạn. Tạm thời nó định hình được khung sườn rồi. Thì mình nghĩ là mình sẽ đổ một miếng keo vô cái màn hình này để cho màn hình nó cố định cái này lại. Dưới đây nó có một miếng keo của màn hình, cáp màn hình nè. Keo này nói chung là mình gỡ ra cũng được, mà không gỡ cũng được kệ nó. Mình sẽ dán keo lên màn hình này để cho cái keo nó dính cái màn hình lại, nó cố định hai cái khung sườn này. Làm gì đâu mà ác đạn ghê. Ok. Đó, mình cố định cái màn hình lại. Đó, bây giờ nó định hình được cái máy các bạn ha, thấy nó định hình rồi đó. Bây giờ là cái máy nó ra đó. Thì giờ tiếp tục nữa chúng ta sẽ dán lại cảm ứng. Dán lại cảm ứng. Thì giờ mình thử gá nút home vô trước này coi nó ok không. Đây thì nó vẫn bấm được, vẫn được. Nó không có khích thôi. Nó không được có vừa khích giống như là đồ theo máy thôi. Nhưng vẫn bấm được các bạn ha, nó vẫn bấm được. Đây vẫn bấm được bình thường, nó không có rơi ra. Nó không rơi ra đâu, nó vẫn dính đó. Thì lát nữa mình sẽ cho miếng băng keo vô để cho nó chêm cao lên. Nó chêm cái cao lên. Ok, thì mình sẽ chế lại. Chế nút home lại. Bây giờ tạm thời là nút home chúng ta nằm thấp ở dưới phải không? Nằm thấp ở dưới so với lại cái cảm ứng. Mình sẽ mở nó lên. Mở lên mình sẽ chêm một miếng băng keo. Mình chêm ít băng keo vô. Dùng kéo thôi. Cái gì nó cũng có cái mẹo của nó các bạn ơi, chịu khó xíu là được rồi. Chêm băng keo để cho nó đôn cái nút home cao lên để nó không bị sụt xịt đó.
đó. Ok, vậy là cao rồi, vậy nó cao lên rồi, nó không sụp sịch được đâu. Thử lắp cho coi. Nó chưa chuẩn nha, từ từ mình chỉnh lại. Được các bạn. Lát nữa mình sẽ cố định cái nút home lại cho nó ngay là bấm được à. Nên nó cao lên, nó nhô lên nè. Nó nhô lên rồi. Mình coi lại. Nó chưa có chuẩn này, chưa ngay giữa nè. Ok, lát mình định hình nó lại được rồi, mình sẽ định hình nó lại. Bây giờ làm sao để dán được cái cảm ứng này nó chuẩn, nó không có bị lệch nè. Nhiều lúc nó lệch, nó bấm chữ A, chữ B, chữ C đó các bạn, phải giỡn đâu. Cái cảm ứng này thường khi mà chúng ta lắp cái máy vô trong cái khung này rồi nè, bắt đầu mình mới đưa cảm ứng vô thì nó mới chuẩn. Nhưng mà ở đây thì bắt buộc phải đưa trước rồi, dán trước rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình dán lại luôn các bạn nha. Bây giờ keo nó khô rồi, nãy giờ mình ngồi một xíu để cho keo nó khô đó. Giờ mình sẽ gắn lại cái lưới lo nè, chích miếng keo vô ở bên đây thôi. Chích lệch qua một xíu bạn nha, cái lỗ bên đây nè, còn cái lưới bên đây. Chích miếng keo vô để cho nó dính đó. Ok. Rồi, tiếp tục nữa thì mình sẽ dán cảm ứng vô. Thì chúng ta sẽ lột cái găng tay ra các bạn nha, lột găng tay ở trên cái màn hình ra nè. Ok, hạn chế là bám tay vô đó nha, mất công chúng ta lao cực lắm. Tiếp tục chúng ta tháo găng tay ở trên cái cảm ứng ra. Ok. Thì trước tiên tiếp tục nữa chúng ta tháo cái keo. Đó, ở trên cảm ứng nó có một lớp keo sẵn nha các bạn. Rồi, bây giờ nút home đâu rồi ta? Nút home đây. Giờ mình sẽ cần phải lắp cái pin vô đã. Lắp pin vô rồi mình khởi động cái máy lên để mình canh cái màn hình cho nó chuẩn các bạn nha. Chứ không là cái màn hình bị lệch. Màn hình với cảm ứng nó bị lệch là sau này người ta bấm là chữ A, chữ B, mà chữ B, chữ C là mệt đó. Ok, khởi động nguồn lên. Ở đây là do vô tình mình chạm một cái miếng tay lên rồi, nên chúng ta phải lau bằng bông gòn cho sạch. Đó, sơ xuất các bạn nha, này là sơ xuất. Ok, sạch rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ canh nha, mình lắp cảm ứng lên. Đấy da. Lắp ứng là mình canh. Trước tiên là mình canh ngay cái lưới lo nó trước nè, ở trên nè, canh ngay lưới lo trước nè. Đó, canh lưới lo. Xong rồi chúng ta lắp nút home lên. Là canh ngay nút home. Canh ngay nút home nha. Đó. Ok, mình bấm nguồn lên cho cái màn hình này nó sáng lên. Hết pin nó chứ khó chịu ghê. Rồi. Đó, bắt đầu các bạn thấy cái đường viền nè. Đó, ta canh mấy cái đường viền nè, canh mấy cái đường viền cho nó chuẩn lại nè. Chưa gì nó dính keo rồi các bạn thấy không? Đâu có dễ làm đâu. Chúng ta vừa mới để nhẹ xuống thôi keo dính rồi đó. Tháo nhẹ lên. Dính ghê hồn, bạn thấy chưa? Mới chút xíu thôi dính cứ ngắt rồi đó. Chưa gì nó dính cứ ngắt rồi. Lột luôn cái màn hình luôn. Keo, cái keo mà mình dán ở dưới màn hình nãy giờ nó chưa khô nữa. Khó đâu, không phải giỡn đâu các bạn à. Như nó xúc pin ra sao á. Lấy lên nè. Rồi, ta canh lại các bạn nha. Làm lại nha. Nó không có dễ như chúng ta nghĩ đâu.
Ok. Nó không như chúng ta nghĩ đâu. Khó lắm. Nó còn mấy dấu nè, lau sạch. Vừa để xuống nó dính, vừa để xuống nó dính. Đó. Là người ta canh. Rồi, vậy là chuẩn rồi nè, canh vậy là chuẩn rồi, ok, vậy đẹp rồi. Bắt đầu người ta nhét nút home vô. Ok, chuẩn rồi các bạn nha, chuẩn rồi. Ngay vậy. Vậy là ngay đó. Ok, mình sẽ lắp cảm ứng lại. Rồi. Chắc là phải khởi động máy lại thì mới ăn cảm ứng được. Mình sẽ khởi động máy lại các bạn nha. Khởi động máy lại để cho cái cảm ứng này nó nhận. Rút pin ra. Làm cái con máy cực quá cực. Ok. Cái nút home này nó bị xa rời quá nên nó khó ăn nè. Cái vạch của nó nằm xa cái vạch ở trên cái men á cho nên nó không có nhận nút home á. Rồi chết mồ rồi. Ôi trà ơi, đúng là đồ linh kiện. Chán thật chứ. Bạn thấy không, mình chỉ cần nhích nhẹ cái nó bể liền, các bạn thấy không? Tức ghê hồn chưa? Bạn thấy không? Đâu phải dễ ăn đâu. Bây giờ phải tháo ra để mà thay cái cảm ứng khác nè. Xong rồi, sắp xong rồi, giờ đâu còn gì nữa đâu, giờ chỉ cần lắp cảm ứng lắp lại là xong, dán cái nắp lưng vô thôi, giờ chỉ cần đưa nắp lưng vô nó là xong rồi. Tự nhiên bây giờ nó lại bể cảm ứng. Ác đạn ghê chứ bạn thấy không? Trời trời. Thôi bây giờ mình sẽ đi ra mình mua cái cảm ứng khác mình thay vô nha các bạn, cho nó lành lặn cho người ta chứ để cái gì thầu xài. Ôi quậy quá vậy. Giờ tiếp tục mua cái cảm ứng khác về để lắp vô nha các bạn. Hồi nãy chỉ cần sơ sẩy xíu là bạn thấy là nó rất là dễ nứt. Tại ngay chỗ này là thường cái điểm yếu của những cái cảnh cái cảm ứng của điện thoại thì nó yếu ở chỗ này nè, chỗ lưới lo đó. Chúng ta chỉ cần mà xê xích xíu là nó sẽ nứt ngay tức khắc. Chỗ này là điểm yếu của nó nè. Mình lúc nãy là mình cố gắng mình chỉnh á. Mình chỉnh cho cái lưới lo này nó chuẩn so với cái lỗ này. Cuối cùng nó lại bể. Tức ghê. Ok, giờ mình sẽ làm lại. Khởi động máy lại. Sao nó hết lên ta? Hết pin sao? Lên ta kiếm chuyện nữa ta. Máy này nãy nóng lắm mà, nãy mình lúc mình làm thì ngay chỗ này nóng lắm nè, biết có ảnh hưởng gì không mà giờ tắt nguồn. Cắm sạc coi nó lên không. Nhiều lúc hết pin. Cắm sạc xem nghe ta không thấy gì ta. Biết nó có bị vấn đề trên men hay không, tại lúc nãy khi mình làm á mình thấy nóng lắm. Chứ sao nóng là mình cầm thấy nóng là mình cũng sợ nó có vấn đề gì men á, nó có chạm ở đâu không. Giờ thấy nó hết lên luôn đó bạn. Chà, đừng nói bữa nay ăn hành đau đớn nha. Hai cái cảm ứng là hết 140 các bạn nha. Hai cái miếng tấm ứng là hết 140 rồi đó. Tháo pin ra lắp lại thử coi. Kỳ ta không có hơi hám cho người ta. Đừng nói chết men nha. Tại men nó nãy nó còn nóng luôn bạn. Nhiều lúc chết men thiệt các bạn. Tại nó nóng quá nó chạm á. Có lẽ là do cái men nó đã bị chạm từ trước rồi, nó vẫn lên nguồn nhưng mà
khi mà nguồn điện hoạt động được một tăng thì bắt đầu nó nóng lên á, những con IC đó nó chết. Rồi cái này xong nữa các bạn, cái này hôm nay ăn hành là đau đớn luôn rồi. Tốn tiền linh kiện sáng giờ hết 500 mấy. Màn hình hết 240. Cảm ứng hai cái hết 140 nữa. Và 380 cục pin 140. Là hết 420. Hết 420.000 rồi. Còn gì nữa không ta? Ủa, đâu phải đâu ta. Nó không lên các bạn nha, sạc nãy nó không lên thấy không? Đang hành rồi. Cục pin 140 với lại cái màn hình hai cái 7714. Là 240. 240 cái này 240 nữa là 480 với cục pin. Ủa, đâu tính tiền pin, đúng rồi, đủ rồi. 400.000. 140. 140 với màn hình 240 là 480. 480 với cục pin. Lại cục pin 140 nữa là hết 520.000 các bạn nha. Đó. Hết 520.000 mà không có kết quả mà giờ lại bị ăn hành nữa nè. Xong luôn rồi. Hết lên nữa bạn. Mát rượi luôn. Hồi nãy còn nóng bây giờ mát rượi luôn rồi nè. Thôi, dẹp. Trả máy bạn ơi, thua rồi. Này giờ để màn hình là để những cái pin này nè lại để thay cho khách sau này thôi chứ biết sao giờ. Ăn hành. Không biết tại sao tự nhiên nó đột tử.